thụ đẹp quá. Đấy, tập trung tất cả đội đội múa như cây đại thụ đi. Cháu ơi, bây giờ đi lên cát kia. Vâng, đi qua cổng chào. Đây rồi. Vàng xóm xinh lắm. Đúng rồi, đá lên. Đây rồi. Đấy, đẹp quá. Đẹp lắm đây. Ngày sáng. Rồi. Đẹp quá. Đi đây. Rồi, Nhung đâu rồi? Canh đẹp này. Cánh đẹp lắm. Cánh đẹp nhỉ. Đẹp thế nhỉ. Quay đây này, quay cái cảnh. Được rồi. Đẹp quá. Bỏ đây này. Đây đây, đừng bỏ cái kia, đừng bỏ cái kia. Nhưng mà vẫn đường này, ngày xưa đi vẫn đường này. Đây đây đây, đừng đi bỏ đây này. Ôi cha. Đây, đừng đi bỏ đấy. Bây giờ ở nhà thì đau chân đau lưng thế. Thế bây giờ đi thế này thì chả thấy đau cái gì. Đau. Ở nhà còn đi trong kiếm. Đi chơi chả đau cái gì. Cái này nóng các bạn ơi. Chị ơi, bán này có lời bán tỉnh đâu. Trong nghìn ai cái này để chị ơi. Tôi có lấy cơm lam về làm quà đấy ạ. Tí là xuống, bây giờ lên mã. Cái phải.
đằng kia cơ. Còn lâu nữa nhỉ? Không, em cứ tưởng nó đúng độ khoảng 20 mét. Nó ra không dài nhỉ, cái này phải đến 100 mét đấy nhỉ. Đến đấy, 100 mét đấy. Không, đường rừng đi đâu, xuống chân núi lại lên đỉnh núi. Mấy cây số mấy quả núi. Không, chỉ 100 mét thôi, 100 mét chứ mấy. Cái này mà không có lối thì bỏ em, lên. Mắt em là mắt của người nhện thì em mới bảo là 100 mét. Không, chỉ hơn 100 mét thôi. Chị bảo là phải mấy cây số. Không đến đâu. Ước đây, bác đi bộ, lối bộ này. Mới đi bộ đây. À, bác đi cùng một mình à? Đâu cả đoàn, nhưng mà bây giờ cứ người nọ người kia thì tiện đâu trèo đấy chứ. Đấy, em bảo là không bác trai không đi cô. Đây, à đây. Không bác trai có không đi, đi mà người ta vẫn đi bộ nữa mà có người đi bộ đây đây, 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 đây. Đấy, người đi bộ đi bộ phải thanh niên lên thì ngất ngất nhỉ. Không cào thanh niên phụ nữ là chúng nó là bình thường à. Đây đi theo suối à. Đây là đường đi bộ đây này. Nó như được nãy mình đi mà. À, đây. Mà đang đường đi bên sườn này. Đang đi lại có mưa. Theo sườn núi. Này, đây. Đi bộ mà đang đi có mưa nó cuốn mẹ mất nhỉ. Mất thế nào được, nó cuốn ở chỗ đấy đấy. Cùng lắm là nó rơi ra chỗ khác. Nó còn mắc đấy bác. Nó còn mắc đấy. Sườn núi này nó nước từ cá. Đây cá xung quanh sườn này là có quán cô ấy mà. À, nó dốc hết xuống. Này. Có cá quán cô ấy đây này. Không có gì. Chị ở đâu? Đường nó dễ. Chị ở Bắc Giang. Thế em cũng Bắc Giang đây. Việt Yên, đâu đây? Việt Yên. À, Việt Yên à? Em gần Tân Yên. Em ở Tân Yên là chị Việt Yên, nánh Việt Yên. Hôm nay là câu lạc bộ chống hội của bọn chị. Đi. Tức là toàn người tùng beng. Không, chống hội là có biết rồi. Đấy, chống không có chữ beng. Beng là mình thắt. Tùng thì có nhưng mà không có beng. Beng là thắt. Tùng cắt có. Tùng cắt thì có. Tùng đấy. Nhịp chấm của bọn chị đấy. Chị đi chị tham gia câu lạc bộ ấy vui đấy nhỉ. Ngày cao tuổi. Đấy bây giờ lại lên quản lý. Năm nay đến 55 chưa? Không, ngoài 60 rồi. Ủa thì em nghĩ chị độ 55. Ôi cảm ơn em. Ai... Thế hóa ra chị trẻ nhỉ. Không, ai cũng bảo chị ngoài 70. Đây này. Vợ em ở trong những đại mới 35 thôi mà trên này chết như vậy không nhỉ? Đấy. Đấy, bây giờ lại lên quả núi nữa đây này. Xuống lại lên. Ô hồi xưa mình cứ nghĩ ông bà Cảnh mấy ông Tọa ông bà Trung mấy ông Cảnh như mình cùng tuổi hóa ra ông. Chị Trung chị cũng 70 tuổi rồi. Hôm vừa rồi mình mới thấy giấy khai sinh mấy hộ chứng minh thư 70 tuổi. Bà ít tuổi. Ông ăn không? Giải phép. Ông ít hơn bà ấy 3 tuổi. Anh ấy nhưng cái bà lại trẻ nhỉ. Sinh năm 57. Chị Trung thì mình nghĩ đầu tiên cứ nghĩ là chị cùng tuổi với anh Cảnh. Chị ấy nhiều tuổi hơn á. Nhiều hơn 23 tuổi. Ôi cha. Chị ơi, chị ăn miếng bở. Các em ăn đi. Cho mát rồi. Chị xin. Cảm ơn nha. Nên này chị phải mua các thứ để lên trên đỉnh kia ăn dự phòng đói. Nó bán trứng nướng và... Ngon ra phết nhỉ? Và cơm gì nhỉ? Nó gọi là cơm này cuối. Ủa chết? Làm. Cái gì? Chị đấy. Cái chai nước. Nhất dẫn mình. Này, đây có khí pháp này. Khe suối mà chị. Đẹp nhỉ? Vâng. Chảy nước ra đấy nhỉ? Vâng. Chẳng đẹp thế. Cái gì ngọt thích? Mua của nhà hàng Đài. Đấy. Mua của Hải Đài. Nhưng mà phải nói là thời buổi bây giờ... Bao nhiêu đồi núi đều bắt được những cái chị chúng ta tin thế đấy nhé. Vẫn còn sơ phì này nè, mấy này chị thế này là trẻ trung rồi. Thế thì phải thế cho nó vui. Chứ chị gái em năm nay mới có sinh năm 60 mà trông phải nói ai bảo được chị đến đã 80 chưa? Là vì bà ấy không đi đâu bao giờ. Không. Không, những người ít đi lại là những người trẻ lâu chứ. Họ không phải suy nghĩ nhiều, không phải lo toan nhiều đúng không? Già lắm. Như mà ở nhà thì lại coi thế là già. Bán lưng cho trời. Mặt cho đất. Bán đất mặt cho đất, bán lưng cho trời.
Đâm ra nó nhành cũ. Nhành cũ. Những người như thế cuối cùng vẫn bị người ta lừa. Thật ra. Vâng. Vì không biết những cái xã hội nó... Cứ đi nhặt từng đồng một, cuối cùng lại mất hàng món. Thế cho người ta mới bảo ngu tiền xu, à khôn tiền xu mà ngu tiền tỷ. Nhục lắm. Nhục lắm. Đấy, nhìn thấy như thấy thấy bến cát rồi kìa. Chùa người chùa. Ồ, bất hộ cái. Đến đến bến rồi. Bất hộ này. Đến với Phật, về với mẫu. Về đây rồi. Ok, đến bến rồi. Lên đây cao mát quá. Nào, tất cả nhà mình đâu? Đi xuống chơi. Cho nên tôi mới nói tôi đồng để đứng cầm vé của Dung. Bây giờ Dung phải đứng lại ở cáp kia thì làm. Đi thì mỗi người cầm một cái. Là... thờ quốc mẫu Tây Thiên. Chào mừng quý khách đến với khu du tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên. Đang bảo là toàn mình thất lạc đâu hết cả rồi. Lại gặp đây rồi. Chào chị. Chào em. Cái bách tán đẹp thế. Cao chót vót này.